Thưa quý vị, ở ngày 26 tháng 8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến nhiều người chú ý và chia sẻ. Được biết sự việc trong clip xảy ra vào tối ngày 25 tháng 8 tại đoạn cao tốc qua huyện Văn Giang, Hưng Yên gần khu đô thị Ocean Park 2. Chiếc xe con đi ngược chiều với tốc độ cao ở làn sát giải phân cách giữa khu vực có tốc độ tối đa đạt 120 km/h. Đèn xe chiếu mạnh khiến một số tài xế bắt gặp cho hay cảm thấy bị chói mắt. Thời điểm này, nhiều ô tô phản xạ đánh lái né tránh để không xảy ra va chạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã vào cuộc xác minh sự việc và sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Theo quy định hiện hành, cơ quan chức năng sẽ xử phạt tiền 16-18 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, đồng thời lái xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mặt đường rộng từ 32,5 m đến 35 m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, phương tiện được chạy tối đa 120 km/h, tối thiểu 60 km/h trên tuyến đường này. Xung quanh vụ việc này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong một đoạn tổng hợp ngắn sau đây. Mức phạt chạy ngược chiều trên cao tốc như vậy là quá nhẹ, cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi ngay. Vì chạy ngược chiều trên cao tốc là mức độ gây tai nạn rất cao, nếu xảy ra tai nạn cũng sẽ rất nghiêm trọng. Thử hỏi việc tài xế có hơi men chạy đúng chiều, đúng làn, đúng tốc độ, phải nói là mức độ gây tai nạn không cao lắm, mà bị phạt 40-45 triệu đồng, tước bằng lái 24 tháng. Còn ở lỗi này chỉ xử phạt quá nhẹ. Nhìn khiếp quá, chỉ một xíu va chạm với xe khác, hậu quả không thể lường hết được. Đề nghị áp dụng cho những vi phạm này bằng việc giữ xe và bằng lái xe từ 6 đến 12 tháng. Người điều khiển xe có thể xử lý hình sự. Tại sao hành vi này chỉ bị phạt chưa đến 20 triệu đồng? Đề nghị phải chuyển sang hình sự và tước bằng lái vĩnh viễn. Hành vi này gây nguy hiểm cao độ cho người và phương tiện, có thể gây ra thảm họa. Tôi thật không thể hiểu tài xế này có tỉnh táo hay không, hay là đang có chất kích thích trong người thì mới có hành vi lái xe liều mạng như vậy. Nên có án tù 1-3 năm, tước giấy phép lái xe 5 năm, lỗi này cực kỳ nguy hiểm. Phạt ít ra phải gấp đôi nồng độ cồn vượt ngưỡng, vì chạy ngược chiều trên cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, không may xảy ra tai nạn thì thảm khốc. Theo tôi, đề xuất phạt 800 triệu may ra mới răn đe được ý thức và hành vi vi phạm của mình. Luật nên đưa tội danh này vào truy tố hình sự và có mức án tù giam cho tội này, vì đây tương tự như tội cố ý gây thương tích, giết người. Chuyển sang các tin tức quốc tế cũng đang được cư dân mạng trong và ngoài nước quan tâm trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chuyện tình của nữ ca sĩ nổi tiếng Song Ji-hyun, Secret và YouTuber ngồi xe lăn Park Wi đã gây bão trên mạng xã hội châu Á trong suốt thời gian vừa qua. Mới đây, cặp đôi đã thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 9. Họ đồng thời cũng tung bộ ảnh cưới tuyệt đẹp, lãng mạn trên trang cá nhân, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi và chúc phúc cho cặp đôi. Chuyện tình cổ tích này đã truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, khiến người trẻ tin vào tình yêu đích thực và sức mạnh của tình yêu. Song Ji-hyun công khai hẹn hò với YouTuber Park Hui hồi tháng 2 năm 2023. Trên trang cá nhân, nữ idol đình đám Gen 2 đăng loạt ảnh tình cảm bên bạn trai cùng tâm thư chân thành. Song Ji-hyun chia sẻ cô gặp gỡ Park Hui tại một buổi cầu nguyện ở nhà thờ qua sự giới thiệu của diễn viên hài Kim Ri-ri và yêu đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện tình cảm của cặp đôi được ví như thước phim ngôn tình ngoài đời thực. Song Ji-hyun ra mắt làng giải trí Hàn Quốc cùng Secret vào năm 2009. Trong khi đó, Park Hui là YouTuber nổi tiếng tại Hàn, có đến 572.000 người theo dõi. Năm 2014, anh bị tai nạn ngã từ độ cao 3 mét xuống đất, dẫn đến tổn thương cột sống và bị liệt. Bạn trai Song Ji-hyun đã cố gắng tập luyện để có thể cử động và sử dụng xe lăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vào năm 2019, anh lập kênh YouTube Wireco để chia sẻ về cuộc sống, truyền cảm hứng và động viên những người đồng cảnh ngộ. Park Hui nhiều lần nói, tình yêu của Ji-hyun tiếp thêm sức mạnh, động lực để anh vượt mọi thử thách, đau đớn. Truyền thông lẫn khán giả Hàn thường gọi họ là cặp tình nhân diệu kỳ, cặp sao truyền cảm hứng. Trên trang cá nhân, Park Hui khuyên các cặp tình nhân đừng ngại bày tỏ cảm xúc khi yêu và trân trọng những gì mình đang có.
Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lẫn khán giả nói có cảm xúc chữa lành, vui vẻ khi theo dõi chặng đường yêu của Song Ji-won, Park Hui. Trong đó có ca sĩ diễn viên Lee Jun, tài tử Park Sung-won. Mạng xã hội Việt cũng dành nhiều lời chúc và sự ngưỡng mộ cho tình yêu đẹp này. Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình yêu thật kỳ diệu, gia đình họ chắc có chữ phúc thật to và đẹp treo ở giữa nhà nên mới được như vậy. Một người con dâu xinh đẹp từ hình thức tới tâm hồn. Thật khiến người ta muốn yêu thêm lần nữa, mãi chúc hai bạn hạnh phúc lâu và dài. Vừa subscribe kênh của anh, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cổ tích giữa đời thường, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Tình yêu thật là đẹp nhỉ? Thưa quý vị, theo số liệu chính thức, chỉ khoảng 3,43 triệu người ở Trung Quốc đã đăng ký kết hôn trong 6 tháng đầu năm 2024, giảm 12% so với cùng kỳ của năm trước và là con số thấp nhất trong một thập kỷ qua. Vì thế, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực khuyến khích giới trẻ cưới và sinh con, đồng thời làm cho việc ly hôn trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh chóng và suy giảm. Theo quy định mới từ Bắc Kinh, các cặp đôi có thể đăng ký kết hôn chỉ với thẻ căn cước ở bất cứ đâu trong cả nước. Trước đây, cặp đôi phải cung cấp sổ hộ khẩu và chỉ có thể đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký hộ khẩu. Quy định mới cũng bao gồm thời gian chờ 30 ngày đối với các đơn ly hôn, trong đó một trong hai bên có thể rút lại đơn. Quy định này chỉ áp dụng cho các trường hợp ly hôn tại văn phòng đăng ký kết hôn, không áp dụng ly hôn thông qua tòa án. Bộ Dân chính cho biết thời gian chờ bắt buộc này nhằm giảm thiểu các vụ ly hôn do bốc đồng. Tuy nhiên, quy định này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với những người chỉ trích cho rằng nó sẽ kéo dài những cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hạn chế tự do cá nhân. Vâng, quy định mới này cũng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Đã có thời điểm chủ đề về thời gian chờ khi ly hôn đã được đọc hơn 650 triệu lần trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một nhà nhân khẩu học độc lập người Trung Quốc cho biết giới trẻ không bị thuyết phục rằng đây chỉ là một nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy hôn nhân. Đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, thị trường việc làm khó khăn và áp lực công việc ngày càng tăng, nhiều người trẻ Trung Quốc đang chọn không kết hôn và lập gia đình. Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ có trình độ học vấn cao và độc lập về tài chính, dẫn đến nhiều tự do và lựa chọn cá nhân hơn. Không muốn kết hôn và sinh con là vô trách nhiệm với tổ tiên nòi giống, với quốc gia dân tộc, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu các vị tiền nhân cũng như thế thì lấy đâu ra sức mạnh để giữ yên bờ cõi, khi đó cuộc sống còn khó khăn vất vả gấp trăm lần bây giờ. Đưa ra những thứ lợi bất cập hại, tôi bỏ luôn ý định kết hôn vì sợ lằng nhằng ly hôn như thế này. Thực tế vô số bi kịch xảy ra trong thời gian chờ ly hôn này nên phải nhanh gọn, dứt khoát. Tâm lý con người không hề bất đồng mà là ngưỡng phù hợp, đến lúc hết phù hợp nên mới ly hôn. Làm luật mà chả hiểu gì về tâm lý con người thì rất tai hại cho xã hội. Phương Tây 15 ngày hòa giải, 30 ngày giải quyết ly hôn đơn phương giải quyết nhanh chóng, gọn gàng. Gây khó dễ cho người muốn ly hôn chẳng phải là một kiểu đe dọa để người ta không kết hôn nữa hay sao? Tốt nhất để xem kết quả như thế nào, có đúng kế hoạch không hay lại mang hiệu ứng ngược làm người ta không muốn lập gia đình vì thấy đường lui đã bị chặn. Một mình hay kết hôn miễn sống vui vẻ hạnh phúc là ổn. Còn nhà nước muốn cân bằng dân số thì nên đưa ra chính sách hấp dẫn hơn để cân bằng được lợi ích và tâm lý giới trẻ.